Trống phát chín nữa thì các pro player chơi gì? Xin chào các bạn, đây là series Trigger với Nắng. Từ ngày siêu sao 5 tiền bị giảm tỷ lệ xuất hiện ở level 9 xuống còn 2%, thì những pro player thường sẽ phát 8 ở đầu vòng 4 chấm, sau đó xoay dần sang các siêu sao 4 tiền, rồi mới đép lên 9. Phù hợp nhất cho cách đánh này là chúng ta sẽ xoay quanh vị tướng 4 tiền hot nhất nhì phiên bản này, đó chính là Ahri. Có đam và một chút khống chế dàn sau kèm thêm bọn fan cứng là điều giúp cho Ahri góp mặt trong hầu hết các bài đấu meta, thậm chí là counter luôn các bài đấu tay ngắn như là Yone, Zac một cách dễ dàng. Vậy đánh như thế nào mới đúng với lối chơi fast 8 xoay quanh fan cứng? Các bạn cứ để lại một like rồi xem tiếp video là rõ nhất. Cổng dịch chuyển hôm nay của chúng ta sẽ là thưởng trang bị giúp mỗi người chơi nhận được 2 vàng sau khi ghép thành công 100 trang bị hoàn chỉnh. Okay. Đồ khởi đầu sắp bắt ra quái của mình là một cái giáp duy nhất. Game thật là biết chơi khi đây là map ghép trang bị nhưng lại không cho mình đồ. Đã vậy thì mình up cấp sẵn ở vòng 1.4 để ro sau tự lên level 4 luôn. Mở đầu với nâng cấp 3 khá là nhẹ nhàng. Mình có được cái này mất cái kia, kho báu sắt và đặc quyền phú gia. Game đã không cho đồ thì mình cũng không cần đồ nữa. Cũng không cần hack vàng từ cái lõi kia luôn. Mình chốt đặc quyền phú gia để lên cấp sớm, tìm siêu sao chất lượng đánh win trick. Hai chú damage và hai cuồng nhiệt đi kèm với Cassante là form bài mình đang dùng để đối đầu với cái ông cũng đang đép nhưng mà chưa có siêu sao. Mình giành chiến thắng đầu tiên với một chest, mua tạm siêu sao dinh liên xạ cho vào sân đép cùng với Pantheon, kích hộ pháp và Punk. Gặp đối thủ level 3 với bài đấu disco, mình thắng dễ hơn ăn cháo. Gặp một nhà khá là nhà trước với con rắc siêu sao nhưng lắp mỗi một cái quyền năng, còn lại các tướng đều một sao. Mình tiếp tục có chiến thắng thứ 3. Vòng đi chợ nhặt luôn được cái nước mắt 3 tiền khá là ổn. Olaf lên 2 sao, mình cho luôn em nó vào sân bằng cách lên level 6. Đối thủ với con Garen 2 sao có fan cứng nên là rất trâu chó nhờ có trang bị trên người. Lulu với cuồng đao phía sau thỏa sức gây đam mà không bị động vào. Và thế là up 6 thua luôn. Cái game bù cho nỗi đau mất mát chuỗi thắng và lợi tức vừa rồi bằng hai con 4 tiền, Ahri và Viego ở vòng 2.6. Đối thủ ở vòng này chỉ có 4 chest, áp đảo hơn về số lượng nên mình dễ dàng thắng trở lại. Siêu sao Na siêu quẩy xuất hiện để thế chỗ của Jinx ngay ra quái. Mình đổi luôn vì cũng đã có săn 3 fan cứng rồi. Một nước mắt, một cung, một gậy và một BF là đồ rơi ra từ round đá. Blue mình lắp luôn cho Ahri. 3 fan cứng và 3 KDA là form bài mình dùng để tiếp tục đép. Đồ còn thừa mình quyết định lắp luôn cuồng đao và áo choàng bóng tối thay vì là kiếm súng và quyền năng. Lắp đồ luôn để đép và đồng thời làm kinh tế nữa. Nếu mà là các bạn trong tình huống này thì các bạn sẽ lắp gì? Pha lắp đồ vừa rồi cùng với tướng trên sàn khá là ok đã giúp mình dập lửa luôn cái ông đang cháy từ nãy giờ. 3.2 sẽ là một chiếc lõi công nghệ vàng, khỏe mạnh kép chắc chắn được roll đầu tiên vì không liên quan đến bài đấu 4 tiền. Nó ra thập tử nhất sinh, nắm rõ đối thủ sẽ được chọn nếu như mà hai chiếc lõi còn lại cùi. Ngân sách cân bằng sẽ được ưu tiên nếu như mình không để mất trick ở vòng trước, còn giờ để đánh an toàn thì mình sẽ chọn thập tử nhất sinh. Up luôn lên vào 7 cho Pentakill vào sân để tối ưu sức mạnh của Na. Gặp nhà Disco vẫn đang đép bằng Nami chưa có đủ phép, mình tiếp tục có được chiến thắng. 3.3 gặp lại nhà Jack đã có thêm một đồ cho bậc thầy vũ khí nhưng mà cũng chưa ổn lắm vì còn nhiều một sao. Mình cháy lên luôn. Lấy về găng 3 tiền ở vòng đi chợ sẽ là ok nhất. Lợi thế lên 7 sớm đã giúp mình có một đôi dép tính tới vòng 3.5. Đối thủ ở round này roll cạn 7 chắc là định chơi Lulu hay là Seraphine gì đó nhưng mà roll không ra. Bài không lắp đồ cũng không có 2 sao, bị mình đấm nguyên sản. Tiếp tục chiến thắng dễ dàng trước nhà đang kẹp hết steel làm kinh tế để giữ lại chuỗi thắng 6. Lượng kinh tế khá ổn ở round sói này với level 7 hơn 50 tiền và 10 kinh nghiệm có sẵn. Hiện tại thước đo lượng kinh tế sẽ được tính từ thời điểm này nếu các bạn fast 8. Level 7 với 50 tiền ở vòng này sẽ được coi là ổn nha. Một kháng phép, một sẻng và một đai máu là quà mình nhận được sau khi săn 5 con sói hư hỏng. 4.1 mình chưa lên 8 vội vì lobby trận này đánh khá là chậm. Trong trường hợp check bài thấy các nhà đều lên 8 ở round này thì mình sẽ lên luôn để roll bắt tướng trước khi các đối thủ cầm hết siêu sao. Mất chuỗi luôn trước nhà top 1 từ đầu trận tới giờ. Họ đã lên level 8 và roll trước. Mình chịu thua thôi chứ sao giờ. Game cho thêm một chiếc lõi kim cương. Cái tôi cao thì sẽ chọn rồng đẻ trứng vàng, còn Donnie đóng giày và vé kim cương sẽ được mình roll. Nó ra khả bảo thạch và trang bị đầy đủ. Toàn lõi ngon mình ước là được chọn hết.
nhưng quyết định cuối cùng của mình vẫn là chuẩn chỉ lấy trang bị đầy đủ vì các tướng trên sân của mình mới chỉ có 2 đồ thôi. Thật là thông minh. Lên luôn level 8 sau khi bán siêu sao Na ở round này, mình roll đúng một phát ra siêu sao Akali, thấy dùng được nên là bắt luôn vì cũng đang có form fan cứng và KDA rồi. Roll thêm một tí thì mình bắt được cả Kiana để hack đồ. Cạn tiền thì bắt được đôi Ahri và một số tướng ít tiền khác lên 2 sao. Đối thủ level 8 với bài đấu Disco, Chit of Fate và Ezreal chưa có 2 sao, Akali team mình dễ dàng gặp từng mục tiêu một. Xả thêm tí tiền lần nữa, mình lên được Ahri 2 rồi bắt đầu hầu tiền lại. Gặp đối thủ level 8 vẫn đang dùng siêu sao 2 tiền, mình tiếp tục có chiến thắng thứ 2. Vòng đi chợ nhìn Kiana cầm thiềm mà thèm cháy nước dãi. Tuy nhiên là có cái nịt, mình lấy về thêm một chiếc giáp, lắp luôn đồ cho Nico để tối ưu lõi trang bị đầy đủ. Còn lại thì tí nữa Kiana hack thêm. Nhà Jack siêu quẩy EDM vừa lên 3 sao thì gặp luôn bài mình. Akali run đừng ra vô cực khá là ổn áp, nhưng Ahri thì không. Có cuồng đao rồi mà game cho thêm một cái nanh na sở hơi thiếu đam. Ahri không thể kết liễu Jack bằng những cú hôn gió. Đấy là lý do mình thua đấy. Sún hú chơi cái bài đấu gì lạ quá. Reroll không ra reroll mà lên cấp trông cũng không giống lên cấp. Senna thì 2 sao, các tướng 4 tiền thì 1 sao nên là đã phải dừng chân luôn ở cái round này rồi. Biết không ạ? Một BF và một gói trang bị thành phần là đồ cuối cùng mình nhặt được sau khi săn nốt round chim. Ấn True Damage được ghép cho Z cùng với một chiếc BF để Z hack thêm đồ. Tỷ lệ KDA và True Damage bằng nhau, nhưng mà True Damage được cho vào sau giúp cho Akali của mình biến thành True Damage. Cũng nhờ vậy mà Akali giữ lại cho mình chiến thắng trước nhà Chit of Fate Ezreal với một chest. Nhà thuật sư cuối cùng cũng xoay sang Ahri siêu sao. Hơi tham khi mà ông này toàn cho đồ Sona 1 sao nên Ahri không có đồ mana lẫn đồ tốc đánh để ra skill. Mình tiễn luôn ông này về cái top 6. Game reset lại các round gặp nhau khi mà có người dừng chân. Mình tiếp tục đối đầu với bài Jack. Khác bọt một chút khi mà lần này Ahri của mình random ra mũ. Hôn gió chết được Jack nhưng mà đối thủ vẫn còn Ugot 3 sao. Thế là mình để thua 2 chest. Đồ ngon đã bị lấy hết nên mình chỉ còn một chiếc băng giáp ở vòng đi chợ lấy về cho Kiana. Up luôn level 9 sau khi đi chợ về, giữ lại 10 tiền, cho tạm Seraphine vào sân kích 3 thuật sư. Gặp nhà Pentakill nhưng mà họ chưa lên 9. Counter hoàn toàn với rất nhiều đam từ nhiều nguồn khác nhau. Mình đấm ông này hơi đau đấy. Chỉ gặp bóng nhà tay to mặt lớn ở vòng 5.6 nên mình vẫn thắng và giữ lại được máu trước khi đến với dòng ngàn tuổi. Z mãi đến vòng này mới chịu tự lên 2 sao, dòng cho mình thêm một chiếc Neko. Xả cạn tiền trước khi dùng Neko để có gì lên con này còn Neko còn lại. Nhất là roll cạn tiền thì các tướng của mình đều lên 2 sao hết mà chưa cần dùng đến Neko luôn. Trái tim khổng thần là đồ được mình lấy về cho Echo ở round này. Tiếp tục để thua trước nhà sắc ở vòng 6.1, nhưng Kiana của mình lần này đã hack được một cái kháng phép khá là ngon. Ưu tiên lắp luôn huyết kiếm cho Z thay vì là lắp đồ cho Echo hack thêm một đồ. Mới đấy mà top 4 đã có chủ rồi. Mình gặp lại nhà Pentakill đã lên 9 roll full 2 sao, Yorick 2, Karthus 2, Viego 2, chỉ có mỗi Akali là 1 sao. Kiana trước khi nằm xuống đã hack được một đồ lẻ và đồ đam cho team. Z cùng với Akali có áo choàng, counter hoàn toàn vị trí của Karthus. Có thể bạn chưa biết là cái bóng mà Z tạo ra sẽ được tính là một đơn vị nhận đam từ skill của Karthus đấy. Tiễn luôn ông này về với cái top 4. Cứ tưởng là pha này sắp đôi cả hai nhà nhưng mà không. Nhà yếu hơn đã phải dừng chân với cái top 3 chiếc bóng của mình. Còn ông Esodia này thì vẫn dãy được. Đối thủ không sai không sửa, còn mình thì có sai cũng không sửa vì mình Lidon mà. Kiana vẫn được xếp y như cũ, hất tung và tiêu diệt gọn lẹ Yorick. Lucian của đối thủ với 200 IQ xây thanh trừng chết cả Z và Ahri team mình. Mặc dù làm hết nhưng mà Lucian không nghĩ là mình lại có những người đồng đội báo đời đến vậy. Kiana của mình hạ gục xong các tướng giản trên thì tiếp cận ra sau đến vị trí của Ezreal. Ezreal tung dịch chuyển của Hawk đi. Sau khi bị nhắm đến thì Kiana team mình đổi mục tiêu sang Lucian. Hất một phát Lucian lên bảng đếm số luôn cùng với cái top 2 vì Ezreal và Zeke team bạn đều phải nằm xuống trước Akali. Chưa cần dùng đến cái lõi hay vẫn top 1, lại còn thừa một cái Neko nữa. Chưa kể là siêu sao Ahri trong cửa hàng được mình lóc lại mấy round liền để tránh trường hợp là đối thủ mà đột biến á, thì mình lên luôn Ahri 3 để back lại đấy. Tổng kết nhé, Fast 8 là lối chơi ổn định nhất vì hiện tại thì các tướng có giá trị 4 tiền gần như là đều nằm trong meta. Nếu như mà đi lên từ Hustle hay là fan cứng thì Ahri cộng với Z hoặc là Akali hoặc là Kiana hoặc là Viego hoặc là Poppy sẽ là lựa chọn hợp lý ở level 8 để các bạn có thể xoay chuyển đấy. Cần lưu ý làm kinh tế thật tốt để có thể sẵn sàng lên level 8 ở vòng 4.1 hoặc chậm nhất là 4.2 để tránh đối thủ roll hết bể tướng trên sân và mình phải chấp siêu sao nhé.
Trang bị cho Ari thì cứ phải là một đồ mana như là Blue hoặc là Sojin, cộng với Nengnasher, cộng với đồ fan cứng hoặc là một đồ phép khác. Các tướng trên đi cùng với Akali đều có một bể đồ chung, đó là bàn tay, quyền năng, huyết kiếm, vô cực nên sẽ rất dễ để xoay chuyển. Nhớ trách bài để roll và tìm siêu sao cho hợp lý. Nếu như mà đã có 6 trên 10 tướng đó trên sân thì bạn sẽ không roll ra được siêu sao nữa đâu đấy nhé. Rất rất cảm ơn các bạn đã xem hết video và like cho mình. Chúc các bạn leo rank vui vẻ. Bye bye!